Kênh bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở xã, đây là xã Láng Lớn nhỉ, Láng Lớn huyện Châu Đức. Đây, chỗ này gần ủy ban nhân dân xã Láng Lớn luôn này. Các bạn nhà là 364 đúng không? Chiều ngang là bao nhiêu mét? 35 mét. Chiều ngang 35 mét mặt đường. Ngang 35 mét mặt đường. Thì không có thổ cư, đất nông nghiệp thôi. Trồng cây hàng lâu năm. Trồng cây lâu năm. Giá sao nhỉ? 364 à, giá bán là 2 tỷ 230 triệu quý vị nhé. Đang trồng trái cây sẵn rồi mà cây vô cùng là màu mỡ, đất đai vô cùng là màu mỡ, cây thì tươi tốt. Đây trồng bưởi này, thấy bưởi rụng cả ra đây, măng cụt, dưới này còn có suối nữa. Này 2261 quý vị nhé. Ok. Hơn 3 xào chứ. Hơn 3 xào mà 2 tỷ 2, 30 triệu. Măng cụt này. Chỗ này người ta đã dùng hệ thống tưới. Có hệ thống tưới tiêu luôn. Không biết cái mảnh này trước mình đã vào chưa ta? Mảnh này như quen quen, hình như vào rồi. Mảnh bên thì cũng vào, mà mảnh này như cũng vào này. Có điện đấy con. Bên ở dưới này là có suối nhé. Giống như cái mảnh bên kia. Đấy, suối nước chảy quanh năm luôn. Nước chảy quanh năm. Đi hẳn hoay. Trời ơi lao băm rút nó một cái. Này. Này. Gai tan một gai cái tre. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2020. Đau không? Chị đổ dã bệnh bỏ tay ra bỏ chân ra nào. Ui ôi chảy máu chân rồi. Coi nào. Con đâu? Cô coi nào. Ui giời ơi. Không bị gì. Đi từ từ thôi. Ở đây người ta trồng sao này, gỗ sao. Dưới này trồng gỗ sao. Đó. Nói chung là một cái vườn mà có nước chảy quanh năm này là cực kỳ hiếm. Nước chảy quanh năm cực kỳ hiếm. Mà lại có vườn trái cây được thu hoạch rồi này. Chỗ này là trồng tiêu rồi trồng cà phê này thì chắc mình không cần thiết thì mình có thể mình phá đi. Để trồng cây ăn trái rồi. Một cái mảnh hơn 3 sào mà giá hơn 2 tỷ ấy. Mà lại gần ủy ban nhân dân xã là rất là hiếm đấy quý vị nhá. Đấy. Thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây ấy, thì alo cho tôi. Đấy, trái cây lại được thu hoạch rồi. Măng cụt các thứ là cây rất là to. Đấy, cây rất là to. Bưởi rất to luôn. Giá hơn 2 tỷ rồi. Với cái diện tích như thế này nó rất là vừa để quý vị đầu tư và gọi là chăm sóc á. Chứ có nhiều rộng quá thì lại rất khó chăm sóc, lại phải thuê người. Và nếu như mà ít này thì mình vừa nghỉ dưỡng, mình vừa chăm sóc được. Đây vừa mít này. Đây không có măng cụt. À đây có măng cụt thôi chứ không có sầu riêng. Có măng cụt. Ừ, không có sầu riêng thì phải. Đây có chôm chôm thôi, không có sầu riêng quý vị nhé. Đấy thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.